Tình huống đầu tiên, hàng loạt xe ô tô đi vào làn khẩn cấp rất nguy hiểm. Tình trạng này xảy ra khá nhiều tại các thành phố lớn như Hà Nội. Làn đường này được thiết kế giúp các xe khi gặp sự cố có thể tấp vào lề và dừng lại, không làm ảnh hưởng đến giao thông. Ngoài ra, các phương tiện ưu tiên bao gồm xe cứu thương, xe cứu hỏa hoặc xe quân sự trong các trường hợp khẩn cấp sẽ được ưu tiên đi vào làn đường này. Tình huống tiếp theo, một chiếc xe Innova màu trắng đã đi sang làn dành cho xe BRT. Bác tài cần học thêm về luật an toàn giao thông rồi hãng lưu thông trên đường bác nhé. Để tránh gây ảnh hưởng đến bản thân mình cũng như cho cộng đồng, bác có xem được video này lần sau rút kinh nghiệm tuân thủ luật giao thông. Tình huống tiếp theo, một chiếc xe buýt tại Hà Nội đã bất chấp vượt đèn đỏ cực kỳ nguy hiểm. Vội vàng đến mấy thì cũng phải tuân thủ an toàn giao thông bác nhé. Tình huống tiếp theo, một chiếc xe bồn đã lắp thêm bóng đèn chiếu sau, gây chói mắt cho phương tiện lưu thông phía sau. Bác tài xem được video này, chỉnh ngay lại đèn trên xe mình để không báo hại cho mọi người bác nhé. Tình huống tiếp theo, một xe ô tô đi vào làn thu phí tự động đã đâm gãy barrier. Kênh giao thông nước Việt chúc mọi người lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Cảm ơn các bạn đã xem kênh giao thông nước Việt. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh.